Hello everyone, welcome to the GCSE preparation. Today we move to the mark test number 8. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Anh. Chúng ta đang luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh. Chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau giải đề số 8 các bạn nhé. Let's go. Stay still running. Trời đã bắt đầu mưa lúc 2 giờ và vẫn đang mưa. Đúng không? Đây là kiến thức về thì. Chúng ta sẽ chọn câu đồng nghĩa. A, it has been raining at 4 o'clock. Câu này không được. Bởi vì hiện tại hoàn thành đâu có dùng at đi với thời gian hả các bạn. B, it has been raining since 4 o'clock. Câu này được không? Được. Trời đã bắt đầu mưa vào lúc 4 giờ. Đã và đang mưa từ lúc 4 giờ. Đúng chưa? Tại vì trời trên câu đề trời nó vẫn còn đang mưa mà. Cho nên ta dùng cái thì hiện tại hoàn thành. Tiếp diện. Ok, phương án B hợp lý. C, it has been raining for 4 o'clock. Mốc thời gian thì chúng ta không có đi với for. Và hiển nhiên phương án D cũng sai với từ in. Ok, các bạn ha. 32. Mom, please don't tell that my mistake, the girl says. Mẹ, đừng có nói với ba về cái lỗi của con nha. Đây là câu tường thuật. Ok. Vậy ta nhìn vào bốn phương án, ta có bốn cái động từ khác nhau, bốn cái động từ tường thuật khác nhau. Insisted đó là khăng khăng nài nỉ. B, told. C, asked là yêu cầu, là nhờ vả đề nghị. D, wanted là muốn. Vậy theo các bạn là phương án là đúng. A, the girl insists her mother not tell. Câu này sai. Insist somebody to do something là phải to verb mới đúng. Nếu không thì chúng ta có thể dùng năn nỉ cũng được. Vậy câu này cũng sai. B, the girl told her mother not to mention. Not to mention thì rất là đừng có đề cập. Cũng không đúng. The girl asked her mother not to tell her father her mistake. Câu này đúng này các bạn. Ask somebody to do something hoặc là not to do something. Tức là đề nghị hoặc là nhờ ai đó làm gì hoặc là đừng làm gì. Ok hả? Huh? Vậy ta chọn phương án C. 33. You are able to go out with your friend this evening. Câu này là câu sử dụng kiến thức modal verb. Động từ khiếm khuyết. Vậy ta có trên câu đề be able to là có thể, đúng không? Con có thể đi ra ngoài chơi với bạn bè vào tối nay. Có thể bằng với modal verb nào các bạn? Đúng rồi, phương án D, can. Can do something. Mention là không được, thường dùng trong trường hợp là cấm đoán. B, should là nên, dùng trong lời khuyên. C, needn't, không cần thiết, đúng không? Không cần thiết phải làm gì. Vậy phương án D hợp lý các bạn ha. You can go out with your friend this evening. Now let's move to a close reading test. Chúng ta vào bài đọc đục lỗ điện tử. Ok ha. Question 34. Appeared, crawled, came and arrived. Đây là kiến thức về từ vựng, đúng không? Appeared, xuất hiện. B, crawled, lớn lên. C, came, đến. Arrived cũng là đến, nhưng mà nếu mà came thì chúng ta sẽ đi với giới từ to. Còn nếu mà arrive thì sẽ đi với giới từ in hoặc là at. Chúng ta xem xét vị trí này. In the UK, holidays began as religious festival days or holidays. The idea of a holiday as a no-work day seemed to have first around 500 years ago. Cái ý tưởng về một cái kỳ nghỉ là một cái ngày mà không có công việc, tức là không phải đi làm ấy, dường như xuất hiện đầu tiên khoảng 500 năm trước. Ok, vậy động từ appeared. Ok, xuất hiện, appeared. Question 25. Habit, tradition, tradition, practice and desire. Đó là kiến thức về tự vận, đúng không? A, habit là thói quen. B, tradition, truyền thống. C, practice, thực tế. Và D, desire, mơ ước hoặc là khao khát.
Chúng ta xem xét vị trí chỗ trống 35. Bank holidays soon became public holidays, but by not law. Ngày lễ ngân hàng sớm đã trở thành ngày lễ công cộng, nhưng theo cái gì đó chứ chưa có điều luật. Vậy theo các bạn thì chúng ta đưa cái từ vựng nào lên là hợp lý? Đúng rồi, đó là theo truyền thống thôi chứ chưa có điều luật, not law, không có phải là theo luật. Vậy ta chọn phương án B ha. Bank holidays soon became public holidays, but by tradition, not law. Ngày lễ ngân hàng sớm đã trở thành ngày lễ công cộng, tức là phổ biến, nhưng là theo truyền thống chứ không phải là có luật là như vậy. Ok ha. Huh? Question 36. Much, every, many, and other. Đây là kiến thức về lượng từ, số lượng từ. Đúng không? Vậy chúng ta nhìn đằng sau chỗ trống ở vị trí số 36 là people, đó là danh từ như thế nào các bạn? Số nhiều và đếm được, đúng chưa? Vậy thì lượng từ nào đi với danh từ số nhiều đếm được? A. Much, nhiều, nhưng mà dùng với danh từ không đếm được. Every, mà nghĩa là mỗi hoặc là mọi, thì dùng cùng với danh từ số, số ít. Và C. Nhiều, dùng với danh từ số nhiều. Và D. Other, những người khác và những cái khác, thường nó sẽ đi với danh từ số nhiều. Vậy ở đây for cái gì đó people, pet holiday remain a luxury still the second half of the 12th century. Với nhiều người, những cái kỳ nghỉ mà vẫn được trả tiền vẫn còn là một điều xa xỉ cho đến tận nửa thế kỷ 20. Ok, for many people. Ok các bạn ha. 37. Because, so, although, and despite là kiến thức về liên từ, đúng chưa? A. Because là bởi vì. B. So, vì vậy. C. Although, mặc dù. Và D. Despite cũng là mặc dù. Vậy chúng ta phải xem xét hai câu ở vị trí chỗ trống. The roads of the railways make it possible for working people and their family to go further or few on their day trips. Wealthy people had for many years taken holidays. Sự phát triển của các tuyến đường sắt đã khiến cho những người lao động và gia đình có thể đi xa vào dịp nghỉ lễ. Những người giàu có thì đã du lịch trong rất nhiều năm rồi. Vậy bạn thấy ý trước với ý sau nó tương phản, đúng không? Vậy chúng ta sẽ dùng mặc dù vậy, được chưa? Mặc dù. Và chúng ta có hai phương án mặc dù, thì chúng ta sẽ xem xét đằng sau chỗ trống này. Đó là wealthy people had, đó là chủ ngữ, động từ, đó là một mệnh đề. Vậy ta chọn phương án C, although. Although thì đi với mệnh đề, chứ còn despite thì sẽ đi với cụm danh từ hoặc là cụm động từ, verb in, đúng không các bạn? Ok ha. 38. Whom, where, who and that. Đó là kiến thức về đại từ, quan hệ. Vậy chúng ta nhìn đằng trước chỗ trống, đó là many other towns. Rất là nhiều thị trấn. Vậy đó là vật loại phương án A và phương án C, bởi vì không ám chỉ người. Bây giờ chúng ta còn hai phương án B và D. B thì sẽ dùng để chỉ nơi chốn. B dùng để chỉ nơi chốn. Và D là dùng để chỉ vật, đúng không? Vậy chúng ta xem xét này, cái sự khác biệt giữa cách sử dụng where và that. Vậy đằng sau chỗ trống ta có chữ gì? Benefited. Benefited nó là động từ, thì chúng ta không thể dùng chữ where được. Bạn luôn nhớ là sau where, when, why thì phải cộng với chủ ngữ động từ. Vì bản chất where, when, why là đứng vai trò tân ngữ, được chưa? Vậy ta sẽ chọn phương án D, đó là that. Many of the towns that benefited from all this day, from all this day tripper, were near to large cities or were either at the end of railway lines. Nhiều thị trấn mà được hưởng lợi từ tất cả những cái người đi du lịch này là các thị trấn ở gần các thành phố lớn hoặc là ở cuối các
tuyến đường, cao tốc. Ok. Now let's move to reading comprehension. Chúng ta chuyển sang bài đọc hiểu. Và đây là bài đọc hiểu thứ nhất. 5 câu. Question 13 nói, what is the main idea of the passage? Ý chính của đoạn văn là gì? A. Egan's life showed that a man can be an athlete and a well-educated person. Cuộc đời của Egan cho thấy một người đàn ông có thể là một vận động viên và một người được giáo dục tốt. B. Egan's life showed that military experiences make athletes great. Cuộc đời của Egan cho thấy những kinh nghiệm trong quân ngũ khiến cho các vận động viên trở nên tuyệt vời. C. Egan's life shows how a wealthy student can achieve as much as a poor one. Cuộc đời của Egan cho thấy một sinh viên giàu có thể đạt được nhiều thành tích như là một sinh viên nghèo. D. Egan's life show how easy it is to win two gold medals in different Olympic sports. Cuộc đời của Egan cho thấy việc giành được hai huy chương vàng trong các môn thể thao Olympic khác nhau dễ dàng như thế nào. Ok, vậy theo các bạn ở đây thì chúng ta sẽ chọn phương án nào? Ta thấy ở đoạn 1 là đang giới thiệu sơ lược về ông này và hoàn cảnh gia đình, đúng không? Đoạn 2 thì là gì? Nhắc đến cái việc học, cái việc ông theo học tại cái trường, đại học. Và ở đoạn 3, while studying at Oxford, Egan became the first American to win the British Amateur Boxing Championship. Egan won his first gold medal as a light heavyweight boxer at the 1920 Olympic Games in Antwerp, Belgium. Khi theo học tại Oxford, thì Egan đã trở thành người Mỹ đầu tiên giành chức vô địch quyền Anh, nghiệp dư của Anh. Và Egan giành huy chương vàng đầu tiên với tư cách là một võ sĩ quyền Anh hạng nặng nhẹ tại Thế vận hội Olympic 1920 ở Mỹ. Vậy thì theo các bạn, phương án nào là phương án đúng? Ừ, đúng rồi. Ông ta vừa học giỏi và vừa là một cái vận động viên. Vậy ta chọn phương án A, ok. 40. According to the passage, who was Frank Merriwell? Theo đoạn văn, Frank Merriwell là ai? A. A teacher at Yale, một giáo viên tại Yale. B. A student at Oxford, một sinh viên tại Oxford. Và C. A fictional character, một nhân vật hư cấu. Và D. A bobsledder at the Olympics, một vận động viên trượt tuyết tại Thế vận hội. Vậy chỗ nào nhắc tới cái ông Frank Merriwell này các bạn? Đúng rồi. Ở đoạn thứ 2, dòng đầu tiên, inspired by Frank Merriwell, the hero of a series of popular novels for boys. Tức là được truyền cảm hứng bởi Frank Merriwell, anh hùng trong loạt tiểu thuyết nổi tiếng dành cho nam sinh. Vậy thì ở đây là một nhân vật hư cấu, đúng không? Fictional character, nhân vật hư cấu, ok. 41. The word inspired in paragraph 2 is closest in meaning to thì đồng nghĩa với từ nào? A. Stopped, dừng lại. Challenge, thách thức. Và calm, bình tĩnh. D. Stimulated, khuyến khích, khơi gợi hào hứng. Inspired by Frank Merriwell, the hero of a series of popular novel for boys. Vậy cái chữ inspired mang nghĩa là gì các bạn? Đúng rồi, stimulated ha, được truyền cảm hứng, được kích thích ha, được khơi gợi cái sự hào hứng. Ta chọn phương án D. 42. According to the passage, Egan won all the following except. Đây là câu hỏi. Theo đoạn văn, Egan đã thắng tất cả các giải sau trừ. Đó là chúng ta tìm một cái thông tin sai, thông tin mà không được ủng hộ trong bài hoặc là không được nhắc đến trong bài. A. British Amateur Boxing Championship, đó là giải vô địch quyền Anh, nghiệp dư của Anh. B. US National Amateur
Heavyweight Boxing Title, danh hiệu quyền Anh hạng nặng nghiệp dư quốc gia của Hoa Kỳ. C. Heavyweight Boxing Olympic Gold Medal, quyền Anh hạng nặng huy chương vàng Thế vận hội Olympic. Light Heavyweight Boxing, Light Heavyweight Boxing Olympic Gold Medal, quyền Anh hạng nặng nhẹ huy chương vàng Thế vận hội Olympic. Ra xem xét ha. Rồi, đầu tiên ở đoạn số 2 ta đã nhắc qua rồi. Dòng thứ 4. After the war, he entered Yale University and while studying there, won the US National Amateur Heavyweight Boxing title. Đó là danh hiệu quyền Anh hạng nặng nghiệp dư quốc gia Hoa Kỳ. Tiếp theo ở đoạn 3, while studying as offered, Egan became the first American to win the British Amateur Boxing Championship. Đó là anh ta đã giành được cái giải vô địch quyền Anh nghiệp dư của Anh, đúng chưa? Đó là phương án A. Tiếp theo, he won his first gold medal at the light heavyweight boxer at the 1920 Olympic Games in Belgium. Đây là giải quyền Anh hạng nặng nhẹ huy chương vàng Thế vận hội Olympics. Vậy tất cả ba cái giải này đều giành được ngoại trừ Heavyweight Boxing Olympic Gold Medal. Vậy phương án C đó là cái giải thưởng mà anh ta không có nhận được, được không các bạn? Question 43. The word the competition in paragraph 3 refers to. Từ the competition trong đoạn 3 đề cập đến. A. Sport, thể thao. B. The 1932 Olympics, Thế vận hội Olympic năm 1932. C. Gold medals, những huy chương vàng. D. Summer Olympics, đó là Thế vận hội mùa hè. Ta dựa vào câu có chữ the competition đoạn cuối. Though he has taken up the sport just 3 weeks before the competition, he managed to win the second gold medal, a member of four-man was team at the 1932 Olympics in Clay Plaza, New York. Mặc dù mới tham gia môn thể thao này chỉ 3 tuần trước cuộc thi, nhưng ông đã giành được huy chương vàng thứ 2 với tư cách là thành viên của đội đua xe trượt tuyết 4 người tại Thế vận hội 1932 ở Hall Plaza, New York. Vậy chữ competition ở đây nó đang nói tới Thế vận hội, cái cuộc thi tại Thế vận hội năm 1932. Ta chọn phương án B. Let's move to the second reading comprehension. Chúng ta chuyển sang bài đọc số 2. Ở bài này thì chúng ta sẽ có 7 câu hỏi các bạn ha. 44. The topic of this passage E. Chủ đề của bài đọc là gì? A. Reactions to foods, phản ứng với thức ăn. B. Food and nutrition, thức ăn với dinh dưỡng. C. Infants and allergies, trẻ sơ sinh và dị ứng. D. A good diet, đó là chế độ ăn kiêng lành mạnh. Chúng ta xem xét câu nào các bạn. Câu nào là dẫn chứng của bài đấy? Đoạn đầu tiên, scientists do not yet thoroughly understand just how the body of an individual becomes sensitive to a substance that is harmless or even wholesome for the average person. Milk, wheat and egg, for example, rank among the most helpful and widely used foods. Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ làm sao mà cơ thể con người trở nên nhạy cảm với một chất vô hại hoặc thậm chí là tốt cho sức khỏe đối với một người bình thường. Ví dụ sữa, lúa mì và trứng là những thức ăn được xếp hạng là tốt cho sức khỏe nhất và được sử dụng rộng rãi. Bạn thấy ở cái đoạn văn đầu tiên này đã giới thiệu chủ đề của cả bài. Đó là con người có thể nhạy cảm với những chất có trong thức ăn tốt cho sức khỏe. Nên đáp án của mình đó là phương án A. Okay, reaction to food. 45. According to the passage, the difficulty in diagnosing allergy to food is due to. Theo bài đọc thì điều khó khăn trong cái việc
trong chuẩn đoán dị ứng với thức ăn là vì. Ok, vậy ta có cái từ khóa cần để tìm trong bài đó là difficulty, diagnosing allergy, allergy. Ok, chúng ta có câu sometimes it's hard to figure out if you have a food allergy, seeing it can show up so many different ways. Your symptoms could be caused by many other problems. Đôi khi rất khó để nhận ra việc bị dị ứng thức ăn do nó có thể xuất hiện theo nhiều cách khác nhau và những cái triệu chứng của bạn cũng có thể bị gây ra bởi nhiều vấn đề khác. Ok, vậy ta có phương án A, the vast number of different food we eat, tức là số lượng lớn những loại thức ăn khác nhau mà chúng ta ăn. B, lack of a proper treatment plan, đó là thiếu phác đồ điều trị thích hợp. C, the similarity of symptoms of the allergy to other problems, những triệu chứng dị ứng tương tự được gây ra bởi những nguyên nhân khác nhau. D, the use of the repair formula to feed babies, việc sử dụng công thức có sẵn cho để cho trẻ em ăn. Vậy ta thấy dẫn chứng trên bài thì phù hợp nhất với phương án C, ok? The similarity of symptoms of the allergy to other problems. Question 46. The phrase set off in the paragraphs second, it closes in meaning two. Từ set off trong đoạn 2 thì đồng nghĩa với từ nào? Ok? A, relieves, làm an tâm, yên lòng. B, identify, nhận ra hoặc đồng nhất. C, avoided, tránh xa. Và D, triggered, gây ra, gây nên. Migraines can be set off by food containing tyramine, phenethylamine, monosodium glutamate or sodium nitrate. Chỗ này thì set off mang nghĩa là bắt đầu, làm nổi lên, tức là những cái cơn đau có thể bắt đầu bằng những cái thức ăn mà chứa những cái chất này đúng không? Trong đó cái monosodium glutamate là MSG, tức là mì chính, là bột ngọt đó các bạn. Ok, set off mang nghĩa là bắt đầu, làm nổi lên. Vậy đáp án tương đương, cái từ vẫn tương đương đó là phương án D, triggered. 47. The author stated that the reason that infants need to avoid certain food related to allergies has to do with the infants. Tác giả đã đề cập cái lý do chính mà trẻ sơ sinh cần phải tránh những cái thức ăn nhất định mà liên quan tới dị ứng là dị ứng thì phải làm với cái gì đó của trẻ sơ sinh. A, lack of teeth, thiếu răng. B, poor metabolism, sự trao đổi chất còn kém. C, underdeveloped intestinal tract, khoang ruột chưa phát triển. Và C, inability to swallow solid foods, là chưa có khả năng nuốt thức ăn rắn. Ok, vậy chúng ta xem xét đoạn thứ 2. Many of these allergies will not develop if these foods are not fed to an infant until his or her infant's mature at around 7 months. Tức là nhiều trường hợp dị ứng này sẽ không xảy ra, không phát triển nếu trẻ sơ sinh không ăn những cái loại thức ăn này cho đến khi ruột của chúng phát triển hoàn chỉnh vào khoảng 7 tháng tuổi. Ok, vậy ta chọn phương án C, undeveloped intestinal tract. Ok các bạn ha. Question 48. The word these in the third paragraph refers to. Từ these trong đoạn 3 là ám chỉ từ nào? Vì these ở đây sẽ là ám chỉ thay thế cho danh từ số nhiều, đúng không? Vậy ta xem xét cái câu trước đó. Children who are hyperactive may benefit from eliminating food additives, especially coloring and food high in salicylate from their diet. Tức là cái từ these thì chúng ta sẽ thay thế cho cái cụm danh từ số nhiều
đúng không? Và ở phía trước thì ta thấy gần nhất đó là cái cụm food high in salicylates, đó là thức ăn có hàm lượng salicylate cao. Vậy ta chọn phương án D. Ok ha. 49. Which of the following was a suggested treatment for migraine in the passage? Vậy cái từ khóa của mình là treatment và migraine, đúng không? Ta dựa vào thông tin trên bài. Some people have been successful in treating their migraines with supplements of B vitamins, particularly B6 and niacin. Có người đã thành công trong việc chữa trị chứng đau nửa đầu bằng cách bổ sung vitamin B, cụ thể là B6 và niacin. Đúng chưa? Phương A, eating more ripe bananas, tức là ăn nhiều chuối chín hơn. B, avoiding all oriental foods, tránh ăn tất cả các loại thức ăn phương Đông. C, getting plenty of sodium nitrate, dùng nhiều sodium nitrate. D, using vitamin B in addition to a good diet, sử dụng vitamin B bổ sung vào chế độ ăn lành mạnh. Vậy hợp lý nhất là phương án D các bạn hả? Question number 50. What can be inferred from babies from this passage? Chúng ta có những chứng ở đâu này? Điều gì có thể rút ra từ trẻ con trong bài đọc này? A. They can eat almost anything. Trẻ em có thể ăn được hầu hết tất cả mọi thứ. B. They should have a carefully restricted diet as infants. Trẻ em nên có chế độ ăn nghiêm ngặt khi còn là trẻ sơ sinh. C. They gain little benefit from being rich fat. Không có nhiều lợi ích khi trẻ em được cho ăn từ sữa mẹ. D. They may become hyperactive if fed solid food too early. Trẻ em có thể trở nên hiếu động quá mức nếu được cho ăn thức ăn rắn quá sớm. Được chưa? Vậy, dựa vào dẫn chứng trên bài đoạn số 2. Many of these allergies will not develop if these foods are not fed to an infant until her or his intestine mature at around 7 months. Nếu trẻ sơ sinh với khoang ruột chưa phát triển hoàn chỉnh, không ăn những cái loại thức ăn này thì chúng sẽ không bị dị ứng, nghĩa là thức ăn cho trẻ sơ sinh cần được lựa chọn cẩn thận. Vậy ta chọn phương án B. Ok. Wow, chúng ta đã làm xong cái đề này. Các bạn kiểm tra xem mình đúng và sai bao nhiêu câu các bạn ha. Thanks for your listening. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, giải đề, kiểm tra lại những câu đúng câu sai của mình, những cái kiến thức còn hỏng và những cái kiến thức mà mình đã còn thiếu các bạn ha. Thank you, bye bye.